Tiếp theo sẽ là phần thi của các bé đến từ trường mầm non Hiệp Lực với tiểu phẩm Phú Ông Kém Rẻ. Xin mời các bé. Chưa nhỉ? Alo. Tổ chức xin nhắc lại để đảm bảo thời gian thi phần thi tài năng thì xin mời các đội thi chúng ta sẽ chuẩn bị phân bố thời gian chuẩn bị một cách hợp lý ạ. Xin mời các bé đến từ trường mầm non Hiệp Lực hãy bắt đầu phần thi của mình. Con thương về mẹ con thương.
Chúng mình cùng bê vào đi. Thầy cô kia, mắt mũi để đâu? Đi được thế nào? Là sức hết xe người ta rồi. Ô, gái ở đâu mà xinh? Đáng để bà coi nè. Em ơi, em có sao không? Này đi ra. Sao em nói tiếng cần thế? Cho anh mấy anh tha cho. Anh đi được cái cậu gì đấy? Thước hết cho người ta rồi. Đường không thanh thang. Mà anh cứ làm vào tôi. Lại là em kia. Ai bảo tôi là mờ em nè. Em gì thế? À, tôi đây. Mà không biết chính là... Anh sai rồi. Anh đi đến không? Đây cũng phóng nhanh nữa. Đầu thì không nói mất hoài hiểm. Anh thích phóng nhanh. Anh thích tình vào. Anh không thích người môi à? Ơ, em là con vải phương mà. Bố vơi, bố vơi. Đi nè. Có bố con gì nhà anh ấy. Thôi thôi, anh đừng cố chấp. Các bác ơi, ở đằng kia chuẩn có chuyện gì mà đông thế? Chúng mình lại xem đi. Đầu thì không đôi mũ bảo hiểm. Đừng quên đào đi phòng cho dân thôi. Không đặt điều gì kia này. Đây, đây. Ôi, chàng trai hiện nay cũng tốt. Chắc nghĩ cho mọi người. Con gái, ý con thế nào? Dạ thưa chị cha, ý cha của vị con ạ. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cho con đây. Này thì xe này đã không lấy được vợ rồi thì ông không cần xe nữa. Để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, anh hãy đi nhớ cẩn thận nhé. Ở tôi sửa sai có kịp không nhỉ? Nhưng nó sửa sai ngay, vẫn còn kịp đấy chàng trai ạ. Có cảm ơn không? Lúc ra đường ta là đội mũ, nó phải quay đúng cách nhau không? Cảm ơn, đừng nghe lấy vác su gà, có đường phân rồi, sẽ thường đi làm riêng rồi. Mầm non Hiệp Lực. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn. Hãy cùng Hiệp Lực ạ. À.